Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ cùng các em đi chữa tiếp tuần học số 15 trong cuốn sách bài tập tuần toán 2 tập 1 theo chương trình cánh diều. Trong tuần học số 15 này thì chúng ta sẽ học về điểm, đoạn thẳng, đường cong, đường gấp khúc, độ dài của đoạn thẳng và độ dài của đường gấp khúc. Phần 1 phần trắc nghiệm, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1 đề bài hỏi hình bên có mấy đoạn thẳng, có nghĩa rằng chúng ta cần phải đếm xem hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng nhé. Chúng ta sẽ có một hình bên. Đoạn thẳng đầu tiên này, đánh bút chì nhé. Đoạn thẳng 1 này, đoạn thẳng 1. Đoạn thẳng số 2. Đoạn thẳng số 3. Đoạn thẳng số 4. Đoạn thẳng số 5. Đoạn thẳng số 6. Và chúng ta có một đoạn thẳng này nữa, đoạn thẳng số 7. Như vậy chúng ta sẽ có 7 đoạn thẳng. Vậy câu 1 chúng ta chọn đáp án C. Câu 2, độ dài của đoạn thẳng AB. Câu này nếu bạn nào mà không nhìn kỹ đề bài, không mà nhìn kỹ hình thì các bạn rất là dễ quanh vào đáp án A nhé. Chúng ta thấy rằng độ dài của đoạn thẳng AB này nó sẽ bắt đầu từ điểm 1 và kết thúc ở điểm 8. Như vậy nó sẽ có này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm. Hoặc cách khác các bạn có thể lấy độ dài ở điểm cuối trừ đi độ dài ở điểm đầu, có nghĩa rằng chúng ta có thể sử dụng 8 trừ 1 bằng 7 đơn vị cm. Như vậy hai cách làm chúng ta đều ra kết quả 7 cm. Vậy chúng ta chọn đáp án B. Câu 3 đề bài hỏi độ dài của đường gấp khúc MNPQ. Như vậy chúng ta thấy rằng độ dài của đường gấp khúc MNPQ nó sẽ bằng gì nhỉ? Nó sẽ bằng MN đoạn thẳng MN này cộng với NP và cộng với PQ. MN thì bằng 2 cm cộng 4 cm cộng 3 cm. 2 cm cộng 4 cm thì bằng 6 cm cộng 3 cm và kết quả bằng 9 cm. Như vậy chúng ta chọn đáp án A, 9 cm. Câu 4 đề bài hỏi hình bên có mấy hình tứ giác. Với bài tập đếm hình thì chúng ta bước đầu tiên quan trọng, chúng ta sẽ đánh số theo thứ tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Bắt đầu chúng ta đếm các hình đơn, hình tạo bởi một mảnh ghép thì chúng ta thấy rằng hình 1 là một hình tứ giác, hình 2 có phải không? Hình 3 là hình tam giác, hình 2 cũng là hình tam giác. Như vậy hình tạo bởi một mảnh ghép chúng ta có hình 1 thôi. Tiếp theo chúng ta tìm hình tạo bởi hai mảnh ghép, chúng ta có hình 1 2. Hình 1 3 không phải và chúng ta có hình 2 3. Và chúng ta có hình tạo bởi 3 mảnh ghép, hình 1, 2, 3 cũng là một hình tứ giác. Như vậy chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 4 hình tứ giác. Chúng ta chọn đáp án D. Chúng ta sang phần 2 với bài số 1, đề bài yêu cầu chúng ta điền số vào trong ô trống. Hình đầu tiên, đề bài hỏi có mấy đoạn thẳng, chúng ta cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hình đầu tiên của chúng ta có 6 đoạn thẳng, chúng ta điền số 6. Hình thứ 2 sẽ khó hơn. Hình thứ hai chúng ta sẽ đếm nhé. Chúng ta có đếm này. Bên này và bên này sẽ có số đoạn thẳng bằng nhau nhé. Hình này có 1 này, 2 này, 3, 4 này, 5 này và 6 này, đoạn thẳng to này. Như vậy bên này cũng sẽ có 6 đoạn thẳng. Bên này cũng sẽ có 6 đoạn thẳng. Như vậy 6 cộng 6 thì bằng 12. 13, 14, 15, 16. Như vậy có tất cả 16 đoạn thẳng. Chúng ta đếm này. Các đoạn thẳng đơn nhé. 1 này, 2, 3. Đoạn thẳng đôi này. 4 này, 5 này. Được chưa? Và đoạn thẳng 3, 6. Bên này cũng sẽ có 6 đoạn thẳng. 6 cộng 6 thì bằng 12. 13, 14, 15, 16. Như vậy có 16 đoạn thẳng. Chúng ta điền 16. Rồi. Hình tiếp theo chúng ta đếm này, hình ngoài của chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, được chưa? 5, 6, 7, 8 và hình đôi này, 9, 10. Như vậy có 10 đoạn thẳng, chúng ta điền số 10. Chúng ta sang bài số 2, đề bài yêu cầu chúng ta đo độ dài các đoạn thẳng và tính độ dài của đường gấp khúc MNOPQ. Tập này chúng ta sẽ đo này, khi đo chúng ta sẽ đo làm sao cho điểm đầu trùng với điểm M và điểm cuối trùng với điểm N.
ta đo như này là sai nhá. Chúng ta phải đo làm sao cho cái đường của thước này phải trùng với cả đoạn thẳng. Như vậy thì đoạn thẳng đầu tiên dài 5 cm, chúng ta điền số 5. Đoạn thẳng NO sẽ dài 4 cm. Đoạn thẳng OP dài 2 cm. Và đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu đây? 7 cm, chúng ta điền số 7. Như vậy độ dài của đường góc khúc MNOPQ sẽ bằng 5 cộng 4 cộng 2 cộng 7. 5 cộng 4 thì bằng 9, 9 cộng 2 cộng 7. 9 cộng 2 thì bằng 11, 11 cộng 7 thì bằng 18. Như vậy chúng ta điền số 18 cm. Chúng ta sang bài số 3, đề bài. Với 3 điểm A, B, C thẳng hàng, hãy vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm, đoạn thẳng AC dài 8 cm. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ vẽ đoạn thẳng AB dài 5 cm nhé. Đoạn thẳng AB dài 5 cm thì mỗi một ô vuông của chúng ta, đây, đoạn thẳng AB dài 5 cm, chúng ta sẽ vẽ AB đây, 5 đây. Như vậy đây sẽ là điểm A và đây sẽ là điểm B. Đoạn thẳng này có độ dài 5 cm. Và đề bài nói rằng vẽ đoạn thẳng AC dài 8 cm. Vì 3 điểm ABC thẳng hàng nên điểm C sẽ nằm ở đây, C đây. Chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng 8 cm nằm ở đây. Như vậy đây sẽ là điểm C. Và đoạn thẳng AC dài 8 cm. Chúng ta sang tiếp với bài số 4. Bài số 4 yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong ô trống. IA 3 điểm thẳng hàng này. Chúng ta nhìn thấy trong hình vẽ thì chúng ta sẽ có 3 điểm thẳng hàng là BCD. BCD hoặc AGE, đúng chưa? AGE cũng thẳng hàng mà. Rồi. Ý B, hình bên có đoạn thẳng. Chúng ta đếm xem hình bên có bao nhiêu đoạn thẳng nhé. Chúng ta đếm này, đầu tiên chúng ta đếm các đoạn thẳng đơn trước này. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, được chưa? Sau đó chúng ta đếm đoạn thẳng đôi, đoạn thẳng 2, đoạn thẳng đúng không? 9 rồi này, 10 và 11. Như vậy có tất cả 11 đoạn thẳng, chúng ta điền số 11. Để bài hỏi tiếp theo là có mấy hình tứ giác, vậy chúng ta phải đánh số theo thứ tự này, 1, 2, 3, 4. Thì chúng ta nhận thấy các hình đơn 1, 2, 3, 4 đều là những hình tam giác. Như vậy chúng ta sẽ đi tìm hình đôi. Hình tạo bởi hai mảnh ghép, chúng ta có hình 1, 2 là hình tứ giác, 1, 3, 1, 4 không phải rồi. Chúng ta có hình 2, 3 là một hình tứ giác, 2, 4 không phải. Và chúng ta có hình 3, 4 là một hình tứ giác. Hình tạo bởi 3 mảnh ghép, chúng ta có hình 1, 2, 3 và hình 2, 3, 4. Và chúng ta có một hình tạo bởi 4 mảnh ghép, 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta sẽ có này, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Có 6 hình tứ giác, chúng ta điền số 6. Bài số 5, hãy kẻ một đoạn thẳng vào hình dưới đây để được một hình có 9 hình tứ giác. Đây là một bài toán nâng cao ở mức 3. Với bài tập này thì chúng ta sẽ phải thử theo các hướng thôi. Hướng đầu tiên chúng ta sẽ kẻ thẳng này. Hướng đầu tiên kẻ thẳng nhé. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3. Hướng đầu tiên chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chỉ có 6 thôi. Vậy hướng thứ hai chúng ta thử kẻ ngang xem sẽ có nhiều hơn không. Kẻ ngang sẽ khả năng sẽ có nhiều hơn. Chúng ta sẽ có này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy kẻ ngang thì khả năng sẽ đạt được 9 hình. Vậy chúng ta thử kẻ nhé. Bắt đầu chúng ta thử đếm này, thử đếm xem có đủ 9 hình hay không. Vậy chúng ta sẽ đánh số 1, 2,
3, 4. Chúng ta sẽ có các hình đơn, hình 1, hình 2, hình 3, hình 4. Hình 2 đúng không? Hình tạo bởi hai mảnh ghép, chúng ta có hình 1, 2, hình 1, 4, hình 2, 3 và hình 3, 4. Và chúng ta có một hình tạo bởi 4 mảnh ghép, 1, 2, 3, 4. Như vậy thì có 9 hình tứ giác. Như vậy thì chúng ta sẽ kẻ ngang một đoạn thẳng như này thì chúng ta sẽ được một hình có 9 hình tứ giác. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 5, cũng là bài tập cuối cùng của tuần học số 15 này rồi. Hẹn gặp các em ở trong những bài giảng tiếp theo.